Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điển thính phòng yêu vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên, tác giả Túi Bạch Đích Ô Nha, chương 584, thư mời. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nhân lúc mọi người đang tranh luận về gốc gác của ma âm thiên nữ, bóng đen kể chuyện ban đầu lặng lẽ rời đi, đến bên ngoài chợ đen. Tam sư tỷ, chúng ta về rồi. Bóng đèn vén mũ là Mạnh Cảnh Chu. Tin tức dò hỏi thế nào? Ta giả là người biết chuyện bịa đặt nửa ngày. Mọi người ở trong tiểu quán đều lắng nghe, xem ra bọn họ vẫn chưa biết về thân phận và vị trí của chúng ta. Lục Dương nhanh chóng rời khỏi chợ đen từ một lối ra khác, hội họp với Tam sư tỷ báo cáo thành quả. Ta tìm Bạch Trạch tộc mua tin tức về thân phận và vị trí của chúng ta. Bạch Trạch tộc nói rằng chỉ phỏng đoán thôi, không có tin tức chính xác. Thấy tộc Bạch Trạch không biết, ta liền trở về. Tam sư tỷ trầm ngâm. Ta đưa cho hai người linh thạch, đi chợ đen dò hỏi tin tức. Hai người các ngươi lại không tiêu một viên linh thạch nào. Trong 4 tháng này, ba người vừa mới xuống mộ khám phá lịch sử thượng cổ, vừa tu luyện. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tiến bộ rất nhanh. Kim đan cửu trọng thiên, một bước đăng thiên. Hai người đã từ kim đan bát trọng thiên tăng lên tới kim đan cửu trọng thiên, chỉ còn nửa bước nữa là tới nguyên anh kỳ trong truyền thuyết mà đại đa số người không thể với tới kia. Đúng lúc ba người đang dò hỏi tin tức về mình, xác định sự an toàn của bản thân, thì một tin tức kinh thiên động địa đã lan truyền ra khắp cả yêu vực, truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Thượng cổ đế giang xuất thế, có hàng trăm bộ lạc lớn thần phục. Tôn xưng thượng cổ đế giang là yêu đế, lập yêu quốc. Thượng cổ đế giang ba lần từ chối, miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của yêu tộc. Đế giang tộc đang giáo diết xây dựng cung điện, gấp rút tiến hành đại lễ phòng đế. Thượng cổ đế giang phát ra thư mời rộng rãi. Cùng kỳ tộc, long tộc, phượng tộc, đại hạ, ngũ đại tiên môn, Phật quốc, Đông Hải, vân vân mây mây. Các thế lực lớn đều nhận được thư mời của thượng cổ đế giang đến tham gia đại lễ phòng đế. Nhiều yêu tộc như vậy đều thần phục rồi sao? Bất Hủ tiên tử có chút kinh ngạc, tốc độ đủ nhanh. Đây là cho rằng hiện thế không có tiên, bắt đầu buông thả bản thân rồi sao? Đặc điểm của mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu, càng khống chế được nhiều người mạnh thì bản thân càng mạnh. Những bộ lạc lớn này chắc chắn có hợp thể kỳ hoặc độ kiếp kỳ, khống chế nhiều yêu vương và yêu hoàng như vậy. Thực lực của thượng cổ đế rằng e rằng còn mạnh hơn cả thượng cổ, có thể sánh ngang với lão cùng kỳ, là mạnh nhất một trong số những bán tiên, không trách được hắn dám xưng đế. Đế giang thượng cổ vốn đã rất mạnh, quốc sư Đại Ngu bị Bất Hủ tiên nhân đánh bom 10 ngày vẫn sống sót, đó là vì lão cố gắng trốn ở trong góc không gian, bị dư chấn của vụ nổ tự bạo tấn công nên thương tích rất nhẹ. Bất Hủ tiên tử nói đế giang thượng cổ chống chịu được 10 đòn tấn công, đó là đứng giữa ngay vụ nổ và chống chịu 10 lần, hoàn toàn không ở cùng một độ khó với quốc sư Đại Ngu. Hơn nữa sức mạnh của vụ nổ của Bất Hủ tiên nhân làm sao có thể so sánh được với Bất Hủ tiên tử chứ. Hiện tại đế giang thượng cổ có xu hướng thống nhất yêu vực, thực lực tăng lên một bậc, bước vào đội hình bán tiên đứng đầu. Ngay cả nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể thấy được đế giang thượng cổ mạnh mẽ tới mức nào. Lúc này ở đế giang tộc, thư mời đã phát hết chưa? Đế giang thượng cổ khẽ vỗ cánh, tỏa ra uy áp hư hư thực thực. Uy áp cổ xưa và bí ẩn khiến người ta sợ hãi. Yêu vực lấy người mạnh làm tôn, những người quỳ bái bên dưới đều là những người mạnh nhất các tộc, chính là thông qua việc khống chế những người mạnh nhất này, lão mới khống chế được những bộ lạc lớn này. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra rằng sâu trong đôi mắt của những cường giả yêu tộc này đều có được một dấu ấn hoa văn phức tạp. Đây là dấu ấn chủ tớ mà đế giang thượng cổ gieo xuống. Tất cả những ai bị gieo ấn đều phải nghe theo đế giang thượng cổ, sống chết không do mình định đoạt. Sứ giả của đế giang tộc chỉ muốn gieo xuống ân ký chủ tớ này cho kim tộc trưởng. Ai có thể nghĩ tới cùng kỳ tộc có nội tình phong hậu như vậy, đánh tan lệnh bài. Tộc trưởng đế giang căng thẳng nhìn cổ tổ khá lo lắng. Thưa đại nhân, các thế lực lớn đều đã phát đi rồi. Chỉ có bốn ma giáo là khó tìm dấu vết, không thể phát đi được. Bốn ma giáo sao? Bất Hủ giáo không phải đã bị xóa tên rồi sao? Còn có một thế lực đang nổi lên, gọi là Thiên Đình giáo, các thành viên đều là Thiên Đình thời thượng cổ. Tộc trưởng đế giang tộc kể một cách chi tiết về sự tình của Thiên Đình giáo. Kể từ khi Đậu Thiên Tôn xuất hiện ở thành Hán Thủy,
đến khi thiếu giáo chủ làm náo loạn lễ kỷ niệm của Vấn Đạo Tông, những sự việc này đều có thể phản ánh được sự hùng mạnh của Thiên Đình giáo. Đế Giang thời thượng cổ hư lạnh một tiếng: Thiên Đình, không biết là cái gì, ta tung hoành thượng cổ mấy vạn năm chưa từng nghe nói tới Thiên Đình nào, từ trước tới nay cũng giống như Bất Hủ giáo, có người bịa đặt ra mà thôi. Còn về Đậu Thiên Tôn, ai biết có phải là vở kịch do tu sĩ Đại Ngu dựng lên hay không, không đáng sợ. Cổ tổ anh minh, còn có cả thiên tài của Đế Giang tộc ta ẩn náu lâu như vậy, đã đến lúc để thế gian biết được sự tồn tại lợi hại của Đế Giang tộc ta rồi. Khóe miệng của Đế Giang thượng cổ nở nụ cười. Thiên tài Đế Giang tộc là do lão đích thân bồi dưỡng, coi như là người truyền thừa y bát của lão, tuyệt đối mạnh mẽ. Ngay sau đó, lão lạnh lùng nhìn về phía tộc trưởng Đế Giang tộc đang quỳ rạp ở dưới đất: Hãy cho phép người nói chuyện với bản tổ, sao không biết tôn ti trật tự, đổi sang độ kiếp kỳ nói chuyện với bản tổ. Ở một nơi khác, Hoàng Thành, các vị hẳn là đã nhận được thư mời do Đế Giang thượng cổ gửi đến, có ý kiến gì không? Hạ đế triệu tập ngũ đại tiên môn của tiên môn, trên bàn đặt 6 lá thư mời. Khâu Tân An nhún vai: Có thể làm gì chứ, đi thôi, xem náo nhiệt cũng không tốn tiền. Trước đó Vân Chi đạo hữu không phải đã nói với chúng ta về việc này rồi sao? Kết quả thảo luận khi đó là Đế Giang thượng cổ thống nhất yêu vực, ngược lại có thể ràng buộc những yêu tộc thù địch với nhân tộc, sau này dù làm ăn hay là tu sĩ đôi bên giao lưu đều thuận tiện hơn nhiều, lợi nhiều hơn hại. Chuyện này đại hạ chúng ta không cần xen vào. Còn về việc hắn xuất hiện ở nút thắt này, chắc chắn có liên quan tới sự xuất hiện của đại thế, nhưng Đế Giang thượng cổ vẫn chưa mạnh tới mức đe dọa đại hạ, chúng ta cứ làm khán giả là được. Cũng đúng, Kim Sắc Phật Quốc: Đế Giang thượng cổ muốn lập yêu quốc sao? Quốc chủ Phật Quốc thân hình cao lớn, đầu bóng loáng, nửa thân trên trần trụi, ngồi ở trên đài sen, phía sau là tượng Phật được xây dựng bằng tiên kim. Ông ta nhìn thư mời được gửi đến, xoay chuỗi hạt, im lặng không nói. Ông ta viết lên giấy những cái tên có tư cách, đi xé thành từng mảnh nhỏ vo tròn, rồi lại bắt đầu bốc thăm. Thôi, tùy tiện chọn một người đi. Ở Đông Hải, lão Long Đế đang ngồi trên một cột đá, thân dài gần vạn mét, vảy rồng hơi xanh cũ, bóng rồng phủ đầy vết chai dày, nhưng không ai dám coi thường con rồng già này. Bất kể là Đông Hải hay là yêu vực, trong yêu tộc ngày nay có lẽ không có ai lớn tuổi hơn lão. Khi còn trẻ, lão chỉ dựa vào một mình đã bình định được cuộc nội chiến Cửu Long, suýt khiến toàn bộ Đông Hải rơi vào cục diện chia cắt. Vừa hay cũng đã lâu rồi không giao lưu với đồng tộc yêu ở yêu vực, phái vài con rồng nhỏ qua hàn huyên cũng khá tốt, vừa hỏi thăm xem có tin tức gì về cổ tổ không. Cửu U giáo, Mộ Bạch Y vui vẻ nhìn thu nhập của cửa hàng nướng, theo tốc độ này chắc chắn có thể trả hết nợ trong lúc sinh thời, thậm chí còn dư lực để xây dựng Phong Đô Thành. Đều nhờ vào Thiên Đình giáo. Đang vui vẻ hớn hở thì thấy cấp dưới truyền tới một tin tình báo vô cùng kinh ngạc. Yêu vực muốn lập yêu quốc, phát thư mời rộng rãi, mời các thế lực lớn đến xem. Sao lại không có Cửu U giáo chúng ta? À đúng rồi, họ không tìm được vị trí. Một tin tức lớn như vậy mà trước đây không hề tiết lộ một chút phong thanh nào, khả năng phong tỏa tin tức của Đế Giang thượng cổ mạnh mẽ thế vậy sao? Mộ Bạch Y gặp chút khó khăn, theo lẽ thường thì họ nên tuân theo kế hoạch của Lục thiếu giáo chủ, yên tâm kiếm tiền, mở cửa hàng nướng, không xen vào chuyện này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc lập quốc ở yêu vực, một sự kiện lớn được ghi vào sử sách như vậy mà không đi một chuyến, tương lai nghĩ lại sẽ thấy hối tiếc. Gã suy nghĩ một lúc rồi gọi Thái Khoa Cốt: Người hỏi Lục thiếu giáo chủ, Thiên Đình giáo có ý kiến gì không? Thái Khoa Cốt khi biết đến Đế Giang thượng cổ lập quốc vô cùng kinh ngạc. Ông ta vội vàng lấy Cửu U lệnh nhập vào một đoạn dài, hỏi Lục thiếu giáo chủ. Rất nhanh Lục Dương đưa ra câu trả lời: Ta vẫn luôn ở yêu vực. Mộ Bạch Y và Thạch Hóa Cốt hít sâu một hơi, không hiểu sao lại đến yêu vực. Vị Lục thiếu giáo chủ này chắc chắn đã biết từ trước là Đế Giang thượng cổ muốn lập quốc, đi trước một bước rồi. Đây chính là tiềm lực của Thiên Đình giáo à? Sư đệ, ngươi đang trả lời ai thế? Tam sư đệ cảm thấy Lục Dương đang viết thứ gì đó. Lục Dương thuận miệng trả lời: À, là Cửu U giáo, họ hỏi ta đang ở đâu. Cửu U giáo sao? Tam sư tỷ im lặng một lúc mới dùng giọng phản vấn, lần đầu tiên nghi ngờ mình nghe nhầm. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu kể lại toàn bộ mọi chuyện của Thiên Đình giáo,
đặc biệt đề cập về việc đại sư tỷ làm giáo chủ, 8 vị trưởng lão và bất ngữ đạo nhân làm hộ pháp thiên vương. Đổi lại là sự im lặng lâu hơn của 8 sư tỷ, đời sau mạnh hơn đời trước, thời trẻ sư phụ cũng chưa từng làm chuyện như vậy. Bấy giờ ba người đang ngồi trên tấm giả thú, chờ đến đế giang tộc, còn một tháng nữa là hoàn thành việc xây dựng đế giang cung, không cần phải tới sớm. Ba người tới một nơi khác, tạo hóa cổ cảnh. Nếu không có yêu vực lập quốc thì tạo hóa cổ cảnh mở ra 100 năm một lần mới là sự kiện trọng đại được yêu vực chú ý. Tạo hóa cổ cảnh mở ra, tất cả những thiên tài của yêu vực đều sẽ tham gia. Ngoại trừ hạn chế về tu vi thì yêu cầu tham gia tạo hóa cổ cảnh chỉ có một, là thuần huyết. Thật khéo, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều là nhân tộc thuần huyết, vừa hay đáp ứng đủ điều kiện. Chương 580 năm, Thiên Kiêu Yêu Tộc. Tạo hóa cổ cảnh, tương truyền đây là bí cảnh tồn tại từ thời thượng cổ, chủ nhân bố trí bí cảnh từ lâu, đến mức không thể khảo sát được, tên của bí cảnh cũng không sao biết được. Điều duy nhất có thể biết được là trong bí cảnh có rất nhiều cơ duyên. Thanh niên tài tuấn yêu tộc tiến vào bí cảnh, nếu vận khí tốt, có thể trực tiếp thăng lên một cấp bậc lớn. Hơn nữa không hề có tác dụng phụ, rút ngắn thời gian tu luyện đi rất nhiều. Do đó yêu vực mới đặt tên cho bí cảnh là tạo hóa. Ngoài ra còn có đủ loại thiên tài trí bảo thời thượng cổ. Theo thời gian đổi thay, môi trường biến đổi dữ dội, một số thiên tài địa bảo có yêu cầu khắt khe với môi trường sinh sống, không thể thích ứng với môi trường hiện nay đã tuyệt chủng. Chỉ có bí cảnh thượng cổ mới có những thiên tài địa bảo tuyệt chủng này. Nếu không phải bị tu vi hạn chế thì ngay cả yêu vương cũng đều muốn tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Tiên tử, người có từng nghe qua tạo hóa cổ cảnh chưa? Lục Dương hỏi. Chuyện thời thượng cổ đương nhiên phải hỏi người thượng cổ rồi. Nghe miêu tả thì đúng là phù hợp với một vài bí cảnh trong ấn tượng, nhưng không có cái bí cảnh nào tên là tạo hóa cổ cảnh cả. Thời xưa và thời nay tên gọi khác nhau, có lẽ đã đổi tên rồi. Ba nhân tộc thuần huyết lặng lẽ hạ xuống ở đằng xa, đi bộ đến gần lối vào bí cảnh. Thời gian mở ra bí cảnh vẫn chưa đến, các đại tộc của yêu vực đã đến đông đủ. Tổ tiên của những đại tộc này cơ bản đều đã được ba người viếng thăm rất quen thuộc. Nếu lấy ra thực đơn của Bất Hủ Tiên Tử, cơ bản cũng có thể tìm thấy tên. Trong số những đại tộc này, Long Phượng nhị tộc là nổi bật nhất. Họ là hai chủng tộc lớn nhất của yêu tộc, yêu tộc đi theo họ không đếm xuể. Rồng sinh chín con, tộc Trào Phong, tộc Tù Ngưu, tộc Bá Hạ, vân vân, đều lấy Long tộc làm đầu. Yêu tộc thiên kiêu đời này của Long tộc tên là Ngao Nhạc, xuất hiện ở lối vào bí cảnh dưới hình dáng con người, đầu có sừng rồng, dung mạo tuấn tú, một thân áo bào vàng được dệt bằng chỉ vàng chỉ bạc, thiên y vô phùng. Cùng với một tiếng phượng hót trong trèo, chúng yêu ngẩng đầu, đằng xa ngũ quang thập sắc là ánh sáng phát ra từ đủ loại lông vũ của các loài chim, tộc Minh Điểu, Tất Phương, Thanh Loan, vân vân. Bay ở phía trước nhất là mấy con phượng hoàng ngũ sắc, phượng tộc là vô của các loài chim. Các loài chim hạ cánh hóa thành hình người, là một thiếu nữ xinh đẹp có đôi mắt sáng ngời, tóc đen mắt đỏ, tràn đầy sức sống, tên là Khương Thi Thi. Trong số những bậc tiền bối cùng đến với Khương Thi Thi, có một người mà ba người Lục Dương đều quen, tên là Khương Sơn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu từng gặp Khương Sơn tại hiện trường vụ làm giả huyết thạch phượng hoàng. Khương Sơn đã bị người của Vấn Đạo Tông giao huấn một trận. Gã biết được hai người đến từ Vấn Đạo Tông nên thái độ rất nhiệt tình. Còn về Tam Sư Tỷ, nàng chính là người giao huấn Khương Sơn năm xưa. Tổ tiên của Long Phượng nhị tộc, ba người Lục Dương cũng đã từng đến, thậm chí có thể nói là đối tượng điều tra trọng điểm của Lục Dương. Hắn muốn biết tung tích của yêu tộc thiên kiêu Long tộc và Phượng tộc, biết đâu có thể tìm được manh mối trong tổ tiên của hai tộc. Đáng tiếc mọi chuyện không đơn giản như vậy, Bất Hủ Tiên Tử đã dùng tiền thức quét kỹ hai tộc một lượt, thậm chí còn nắm rõ cả nền tảng của hai tộc, còn biết được nhiều bí mật thượng cổ mà ngay cả hai tộc cũng không biết, nhưng vẫn không tìm thấy được manh mối. Ngoài Long Phượng nhị tộc gây chú ý, còn có rất nhiều yêu tộc có mối thù truyền kiếp đối đầu nhau. Chẳng hạn như tộc Thiên Cầu và tộc Ngọc Thố, mâu thuẫn giữa hai tộc này trong yêu vực ai cũng biết. Tộc Thiên Cầu từ xưa đã lưu truyền truyền thuyết Thiên Cầu thực nguyện, còn tộc Ngọc Thố trước đây lại sinh sống trên mặt trăng. Đột nhiên ăn mất nhà của tộc Ngọc Thố, chẳng phải là kết thù rồi sao? Đầu bạc chân trần, dung mạo giống với loài viên hầu, có phải là Chu Yếm không? Còn người kia ăn mặc giản dị, khiêm tốn, là yêu tộc thiên kiêu của tộc Cùng Kỳ chưa từng lộ diện sao? Nghe nói hắn chủ động tới thường hội lạc địa kim tiền của nhân tộc,
học đạo kinh doanh, không lấy tiền công. Thương hội sợ hắn học xong về, ở yêu việc của chúng ta lập thương hội, chiếm mất địa bàn của thương hội lạc địa kim tiền, vẫn luôn từ chối không cho hắn vào thương hội. Sau ta lại nghe nói, cùng kỳ tộc bị vận rủi đeo bám, thương hội lạc địa kim tiền sợ bị liên lụy tới mình, ngay cả nhân công miễn phí cũng không dám nhận. Chắc là tin đồn thôi, cùng kỳ tộc từ xưa tới nay có nhiều tin tức cực kỳ là giả. Còn có truyền thuyết kể rằng, tiên nhân thượng cổ đề nghị tộc cùng kỳ đổi tên thành tộc Vương Tài, tộc Phú Quý. Vừa nghe qua là biết giả rồi. Có lý. Mau nhìn kìa, đó là thiên tài của tộc Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ. Quả nhiên giống như truyền thuyết, một nụ cười cử chỉ đều khiến cho người ta vui vẻ. Kỳ tài của tộc Cửu Vĩ Hồ tên là Tô Liên Nhi, một thần áo trắng, chín cái đuôi trắng đung đưa sau lưng, quay mắt vẽ vân mắt màu đỏ, càng thêm một chút quyến rũ. Rõ ràng chồng cũng sắp xỉ tuổi Lục Dương, đã có sức quyến rũ mê hoặc chúng sinh. Rất nhiều yêu tộc thiên kiêu vây quanh Tô Liên Nhi lộ ra vẻ si mê. Nghe nói Cửu Vĩ Hồ thượng cổ có dung mạo tuyệt mỹ, có truyền thuyết là trầm ngư lạc nhạt, bế nguyệt tu hoa. Đúng là có mấy phần giống với tổ tiên của nàng. Bất Hủ Tiên Tử hừ nói, thật sự đẹp tới mức trầm ngư lạc nhạt, bế nguyệt tu hoa sao? Gần như vậy. Bất Hủ Tiên Tử nhếch mép. Chương 586, Đồng Minh. Lúc đó là mùa xuân, hoa nở. Cửu Vĩ Hồ và Thiên Cầu trước đây đấu pháp bên hồ, hai người đấu pháp uy lực quá lớn, đàn cá trong hồ sợ hãi chui xuống đáy hồ, đàn ngỗng lớn không kịp chạy, bị sóng công kích, đều bị cháy xém, rơi xuống đất lách tách. Cửu Vĩ Hồ mượn ánh trăng thi triển huyễn cảnh, Thiên Cầu suýt chút nữa trúng chiêu. Trong tình thế cấp bách, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, một ngụm nuốt trọn mặt trăng. Hai người đánh nhau xong, mặt đất tan hoang, hoa cỏ héo úa. Lục Dương khiếp sợ, sao lại khác với cảnh tượng ta tưởng tượng thế này? Sau trận đại chiến, thế nhân liền nói Cửu Vĩ Hồ có nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Ta vẫn luôn nghi ngờ truyền thuyết này là do chính nàng tung ra. Dù sao thì lúc đầu khi Ứng Thiên Tiên tổ chức cho các tu tiên giả cấp cao học cách giữ phong thái, Cửu Vĩ Hồ học cũng khá lắm. Bất Hủ Tiên Tử coi thường thủ đoạn nhỏ của Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ thượng cổ được xếp vào hàng thập đại mỹ nhân thượng cổ, nhưng xét về dung mạo thì vẫn không bằng nàng, người đứng đầu thập đại mỹ nhân thượng cổ này. Thập đại mỹ nhân thượng cổ là một danh sách kết hợp dung mạo, thực lực và đánh giá chủ quan của Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử không chút tranh cãi xếp mình lên vị trí đầu tiên. Theo như Lục Dương biết, dựa vào mức độ thân sơ xa gần, Bất Hủ Tiên Tử xếp Long Phượng Nhị Thiên Kiêu, Tín Đồ Thanh Hà vào vị trí thứ hai đến thứ tư. Tiểu Cung Kỳ, Kim Thái Vĩ, Cửu Vĩ Hồ thượng cổ đều nằm trong danh sách thập mỹ nhân. Thứ hạng có sự thay đổi tùy theo tâm trạng của Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương thầm nghĩ may mà đây là danh sách mà Bất Hủ Tiên Tử tự khen mình sau khi quen biết. Nếu như thượng cổ đã có danh sách này, thì 10 người này vì tranh giành thứ hạng, không biết sẽ đánh nhau thành ra sao. Nói sai rồi, chính là 9 người. Bất Hủ Tiên Tử lấy sức chứng đạo, tranh giành vị trí đầu tiên, không thể tranh cãi. Tiên tử, người đã học được cách giữ phong thái với Ứng Thiên Tiên chưa? Bất Hủ Tiên Tử nhướng mày, đôi mày vảnh lên, trông rất tự tin. Bản tiên là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, nhất cử khẽ động đều có thâm ý, cần gì phải học hỏi người khác. Lúc này, không gian tinh thần hóa thành từng rừng mưa nhiệt đới. Bất Hủ Tiên Tử mặc áo da thú, váy cỏ, có một vẻ đẹp hoàng dã nguyên thủy. Lục Dương nhìn thấy cảnh này, thế nào cũng không thấy tiên tử có phong thái gì. Tạo hóa cổ cảnh có hai quy tắc hạn chế. Một, người đã vào tạo hóa cổ cảnh thì không vào được lần thứ hai. Hai, người đã vào tạo hóa cổ cảnh thì không được nói nội dung khảo nghiệm trong tạo hóa cổ cảnh. Mục đích của hai quy tắc này đều là đảm bảo tối đa tính công bằng của kỳ khảo nghiệm tạo hóa cổ cảnh. Do đó, bất kể là yêu tộc có mặt ở đây hay là nhân tộc thuần chủng đều không biết gì về tạo hóa cổ cảnh. Hai quy tắc này cũng không phải là sự hạn chế tuyệt đối. Nếu đại sư tỷ ở đây, chỉ sợ nàng ta đã ra vào tạo hóa cổ cảnh không gặp chút trở ngại. Tuy nhiên, cách làm này có độ khó quá cao, Lục Dương vào vạn cảnh chu không học được. Tạo hóa cổ cảnh này tới từ thời thượng cổ, hẳn là không đơn giản, tìm đồng minh đi. Lục Dương đề nghị. Kim đan kỳ có tính khả biến cao nhất. Tu luyện kim đan kỳ thế nào, tình trạng kết đan ra sao đều sẽ ảnh hưởng tới cả đời của tu sĩ. Ví dụ điển hình chính là Bất Hủ Tiên Tử. Mặc dù vô địch đan đã vỡ thành nguyên anh, nhưng ảnh hưởng sâu xa của vô địch đan vẫn còn kéo dài cho tới tận bây giờ.
Do đó, tạo hóa cổ cảnh sẽ giới hạn cảnh giới ở kim đan kỳ. Đối với toàn bộ yêu vực mà nói, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu là người ngoài. Dù họ không thể có đánh nhau, thì yêu nghiệt, yêu vực ồ ạt kéo đến, dù có vô địch đàn cũng không có tác dụng. Cách làm chắc chắn nhất là tìm đồng minh. Cũng được thôi. Mạnh Cảnh Chu gật đầu chắc nịch. Hai người bọn họ không chỉ là nhân tộc, còn có thêm thân phận là người của Vấn Đạo Tông và Mạnh Gia. Nếu như để lộ thân phận, e rằng các yêu nhiệt của yêu vực sẽ gặp nhiều tai họa. Phượng tộc thế nào? Phượng tộc và Vấn Đạo Tông có chút giao tình. Ta cũng có người quen ở Phượng tộc. Tam sư tỷ ở một bên đề nghị. Lúc này nàng đang mặc một đôi tai hổ bịt mắt, đôi hổ phía sau rùng lắc. Nàng đang tạm thời giả dạng Tinh Cung Kỳ tộc. Phượng tộc sao? Sư tỷ, tỷ có biết Long Phượng Biến là do ai viết không? Không biết. Sư phụ chúng ta viết đấy. Tam sư tỷ ngẩn người một lúc. Chuyện này nàng thực sự không biết. Nàng một lần nữa cảm thấy rằng việc làm tà ác của sư phụ nhiều vô kể, nhiều tới mức không thể diễn tả được, và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau đó nàng thở dài. Ai, biết thế lần trước lúc đánh nhau với Phượng tộc và Long tộc, ta đã không ra tay nặng như vậy rồi. Thế sư tỷ ra tay nặng tới mức nào? Mạnh Kiền Chu cẩn thận hỏi. Chỉ sợ rằng sau này tâm ma trong lúc tu luyện sẽ là hình tượng của ta mất. Không nói những chuyện này nữa, không liên quan tới chuyện hiện tại. Long tộc hẳn là vẫn chưa biết về tội ác của sư phụ, có thể liên thủ. Long tộc thì sao? Long tộc thì không ổn lắm. Lúc trước ta vì thăng cấp trong lúc chiến đấu, thường xuyên đi tìm long tộc khiêu chiến. Long tộc không có quan hệ tốt lắm với ta. Lúc đó ta đang ở hóa thần kỳ đỉnh phong. Để tìm kiếm đột phá, ta vòng quanh lãnh địa long tộc, gặp ai có trình độ ngang bằng mình thì khiêu chiến, gặp ai đánh không lại thì trốn. Không chỉ có long tộc, bạch hổ tộc, chu yến tộc, đào ngột tộc, gì gì đó ta đều đã đánh qua. Hai người cảm thấy tiền thưởng của tam sư tỷ vẫn còn thấp. Lần đó phượng tộc bị bắt giữ, chỉ có thể nhờ đại sư tỷ giúp đỡ chống đỡ. Đại sư tỷ phụ trách giải quyết cao tầng, để ta chiến đấu với người cùng thế hệ. Phượng tộc biết thân phận của ta, vẫn luôn không tiết lộ ra ngoài, vẫn rất đáng tin cậy. Thế thì hợp tác với phượng tộc. Lục Dương và Bạch Cảnh Trù cùng nhau gật đầu, tin tưởng vào phán đoán của tam sư tỷ. Ba người đi về phía phượng tộc, bị phượng tộc và các điểu tộc theo phượng tộc cảnh giác. Đứng lại, các người là ai? Giang Sơn quát lên, cảnh giác nhìn ba người, đặc biệt là nhìn tam sư tỷ, luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Là ta, Cam Điềm. Tam sư tỷ lạnh lùng nói, tự giới thiệu. Giang Sơn nghe xong cái tên này thì lùi về phía sau mấy bước. Không chỉ có Giang Sơn, còn có hai người phượng tộc. Nhớ lại ngày bị tam sư tỷ đè xuống đất đánh, sắc mặt trắng bạch, cùng nhau lùi về sau mấy bước. Người hộ tống thiên kiêu phượng tộc Khương Thi Thi là trưởng lão phượng tộc, từng giao lưu tu vi với tam sư tỷ, biết thân phận của tam sư tỷ. Chúng ta có chuyện muốn nói với chư vị phượng tộc, không biết có thể tìm một nơi thanh tịnh không? Tam sư tỷ ám chỉ những người đi theo phượng tộc. Phượng tộc có thể tin tưởng, những người đi theo phượng tộc này thì chưa chắc. Được. Trưởng lão phượng tộc Giang Sơn, Khương Thi Thi và ba người bị tam sư tỷ gọi sang một bên. Giới thiệu một chút, đây là hai sư đệ của ta, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Khương Thi Thi là thiên kiêu phượng tộc, tộc trưởng phượng tộc tương lai. Nàng ta luôn tự yêu cầu mình ở mức cao nhất, do đó rất quan tâm tới tình hình thiên kiêu của đại hạ, đặc biệt là những người cùng thế hệ với mình. Nàng nghe hai cái tên này, sắc mặt không thay đổi, kinh ngạc nhìn hai người từ trên xuống dưới. Hai người này là những người được nhắc tới nhiều nhất trong các thông tin tình báo mà nàng thu thập được. Lục Dương pháp thuật tuyệt thế, nghe đồn còn là một kiếm tu, nhưng chưa ai thấy kiếm của hắn ra khỏi vỏ. Mạnh Kiền Chu thể chất thuần dương, quỷ mị tránh tà, khổ luyện thể tu, quyền pháp hợp nhất, vẫn chưa xác định được át chủ bài. Nàng ta tự hỏi thiên phú của mình tuyệt thế cũng không chắc có thể đánh bại được hai người. Các người muốn làm gì? Trưởng lão phượng tộc hỏi. Thành lập liên minh, cùng các người vào tạo hóa cổ cảnh. Trưởng lão phượng tộc không từ chối ngay, mà nghiêm túc suy nghĩ, cân nhắc lợi hại. Hai người này là tổ hợp kim đan kỳ mạnh nhất đại hạ, xét về chiến lược thì chắc chắn mạnh hơn nhiều so với những người theo phượng tộc. Hơn nữa hai người này là người của Vấn Đạo Tông. Khương Thi Thi từ khi sinh ra đã được nâng niu chăm sóc, được mọi người tung hô, trong lòng quá sạch sẽ, mặt mỏng, không thể làm tộc trưởng được. Vừa rồi để người của Vấn Đạo Tông lây nhiễm. Được. Mặc dù Vấn Đạo Tông có tiếng xấu ở yêu vực, nhưng trưởng lão phượng tộc lại biết Vấn Đạo Tông không hại người của mình, về mặt uy tín thì có thể đảm bảo.
Giang đạo hữu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lục Dương cười mà chắp tay. Khương Thi Thi phản ứng chậm một nhịp, lúc này mới đáp lễ. Lục đạo hữu xin chỉ giáo nhiều hơn. Giang sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Mạnh Kiền Chu siết chặt nắm đấm. Từ khi thành lập liên minh, theo lệ của đại hạ, bọn họ có thể coi nhau như huynh đệ. Đã lâu không gặp, lần trước gặp về hai người vẫn còn là trúc cơ. Lúc đó có thể suy nghĩ việc hai người ở Kim Đan sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng không ngờ lại có thể mạnh tới mức này. Giang Sơn rất cảm khái. Thì hai vị này đây là ai? Một tiếng cười sảng khoái truyền tới, là thiếu chủ của Cửu Anh tộc, phía sau là người hộ đạo của Cửu Anh tộc, tỏa ra uy áp mơ hồ. Tiếng cười sảng khoái, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia u ám, đảo qua đảo lại trên người Lục Dương và Bạch Cảnh Chu. Khương Thi Thi cau mày, không thích thiếu chủ Cửu Anh tộc. Tần Phong, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, quan hệ của chúng ta không gần gũi như vậy, đừng gọi tên ta quá thân mật. Đây là ai? Lục Dương truyền âm hỏi Giang Sơn. Tần Phong, thiếu chủ Cửu Anh tộc, được lão tổ Cửu Anh tộc độ kiếp kỳ nhận làm đệ tử quan môn, địa vị không thua gì tộc trưởng Cửu Anh tộc. Từ khi hắn ra mắt đã theo đuổi Thi Thi vẫn chưa có kết quả, chắc đã coi hai người thành đối thủ cạnh tranh, các ngươi phải cẩn thận. Được. Tần Phong không dây dưa nhiều với Khương Thi Thi, dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Dương và Mạch Cảnh Chu, sau đó rời đi. Người hộ đạo Cửu Anh tộc từ đầu đến cuối không hề nói lời nào, nhưng uy áp mà gã cố ý tỏa ra đã nói lên tất cả. Tam sư tỷ cảm nhận được cảnh này, nàng cau mày. Lại qua hai canh giờ, tạo hóa cổ cảnh mở ra. Lục Dương và Mạch Cảnh Chu đi theo Khương Thi Thi và tạo hóa cổ cảnh. Bên ngoài tạo hóa cổ cảnh chỉ còn lại những người hộ đạo của các tộc. Đợi hai sư đệ vào tạo hóa cổ cảnh, Tam sư tỷ rời khỏi đội ngũ của Phượng tộc. Trước khi đi còn để lại một câu cho Phượng tộc: một lát nữa ta sẽ quay lại, các ngươi cứ coi như không quen biết ta. Lại qua nửa canh giờ, Tam sư tỷ cưỡi tấm da thú bay đến, lắc lư. Trên tấm da thú còn nhỏ máu, đó là máu của Tam sư tỷ. Tam sư tỷ bị thương nặng. Mau nhìn, đó là ma âm thiên nữ. Có cường giả tinh mắt nhận ra Tam sư tỷ. Là nàng ta bị thương rồi. Tam sư tỷ bị thương rất nặng, cắn chặt môi, chỉ dựa vào ý chí mới bay tới đây. Nàng ta giận dữ quát: cùng kỳ tộc, các ngươi không giữ chữ tín. Các ngươi mời ta đi khám phá cổ mộ của các tộc để tìm hiểu bí mật của các tộc, giờ lại trở mặt vô tình phái người ám sát ta. Ta có chết cũng phải kéo các ngươi chôn cùng. Chương 587, thử thách mở ra. Trưởng lão cùng kỳ tộc thấy Tam sư tỷ bị thương nặng thành ra thế này, vẻ mặt hung dữ, nhíu mày lớn tiếng chất vấn: ma âm thiên nữ, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Cùng kỳ tộc ta từ bao giờ để ngươi làm chuyện như vậy? Ban đầu thấy ma âm thiên nữ xuất hiện có định ra tay bắt giữ, thế cảnh này thì mọi người ăn ý không ra tay. Dù sao ma âm thiên nữ bị thương nặng chạy không thoát, vừa hay nhân cơ hội này làm rõ xem rốt cuộc là ai đứng sau chỉ thị ma âm thiên nữ. Tam sư tỷ liên tục cười lạnh: không làm sao, làm thì không dám nhận, hèn nhát. Trước đây cùng kỳ tộc các ngươi phái người liên lạc nói với ta muốn ngầm dò xét tiềm lực của các tộc, điều tra trọng điểm xem là có lão tổ thượng cổ nào còn sống hay không. Ta thấy cùng kỳ tộc các ngươi ra tay hào phóng nên nhận lời ủy thác, liều mạng đi điều tra các cổ mộ của các tộc. Lúc đầu ta còn không hiểu cùng kỳ tộc các ngươi muốn làm gì, giờ thì đã hiểu rồi. Cùng kỳ tộc các ngươi đã sớm đổ quân cho đế giang thượng cổ, dò xét tiềm lực của các tộc chính là để dễ bề khống chế các tộc. Giờ thì đế giang thượng cổ đã thành thế lớn, các người muốn trở mặt vô tình, giết tắt diệt khẩu. Trưởng lão cùng kỳ tộc giận dữ phản bác: nói bậy, ai mà không biết cùng kỳ tộc ta nghèo tới mức phải đi vay tiền mạnh ra, nào có chuyện ra tay hào phóng. Nếu cùng kỳ tộc ta đầu quân vào đế giang thượng cổ thì làm sao lại nghèo túng tới vậy? Tam sư tỷ nhất thời nghẹn lời, hình như đúng là như vậy. Khoan đã, ta nhớ người đầu tiên đứng ra đầu quân cho đế giang thượng cổ là Cửu Anh tộc, mà người thuê ta cũng bảo điều tra Cửu Anh tộc đầu tiên. Tam sư tỷ đột nhiên chỉ vào trưởng lão Cửu Anh tộc, thân thể hơi run rẩy, không biết là vì bị thương hay là vì bị phản bội. Là Cửu Anh tộc các ngươi thuê ta, các ngươi muốn thoát tội nên mới bảo ta điều tra cổ mộ của Cửu Anh tộc các ngươi đầu tiên. Trưởng lão Cửu Anh tộc suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Lão đang xem kịch hay sao tự dưng lại mình thành người trong vở kịch thế này? Nói bậy. Tam sư tỷ cười lạnh. Có phải nói bậy hay không thì trong lòng ngươi tự biết rõ. Hôm nay thù ám sát ta, ngày khác nhất định sẽ báo đáp. Nói xong
nàng làm bộ rời đi. Mau chặn nàng ta lại. Các trưởng lão các tộc thấy ma âm thiên nữ định bỏ trốn thì lập tức ra tay vây bắt. Tam sư tỷ thấy tình hình không ổn, phun ra một ngụm tinh huyết, dùng hết sức lực cuối cùng thúc giục thú bì. Thú bì đạp mây cưỡi gió, nhảy vọt không gian mấy lần biến mất không thấy đâu, khiến đám yêu quái tức tối không thôi, nhất là cửu anh tộc chửi rủa dữ dội nhất. Lại qua nửa canh giờ, tam sư tỷ cải trang xong xuôi trở về đội ngũ phượng tộc, hoàn toàn không giống như dáng vẻ bị thương nặng. Ngay cả trưởng lão phượng tộc cũng không nhịn được mà truyền âm hỏi: có thật là cửu anh tộc thuê ngươi không? Tất nhiên là giả, vừa nãy là ta và trưởng lão cùng kỳ tộc diễn một vở kịch, nhân cơ hội này rửa sạch nỗi oan cho cùng kỳ tộc thôi. Đế giáng thượng cổ dùng vũ lực thống nhất yêu tộc, các tộc át hẳn có vẻ rất bất mãn, vừa hay nhân cơ hội trừng phạt cửu anh tộc để ly gián các tộc. Người có thật sự điều cửu anh tộc đầu tiên không? Giả chứ, chuyện này chẳng phải là ta nói thế nào thì các người tin thế ấy sao? Tam sư tỷ đúng là không có bằng chứng trực tiếp để vu cáo cửu anh tộc, nhưng vu cáo một người cần gì phải bằng chứng chứ, nghi ngờ là đủ rồi. Tam sư tỷ lạnh lùng nói: cửu anh tộc đã dùng túng cho thiếu chủ nhà mình thì phải chịu trách nhiệm gánh lấy sự trả thù sau khi dùng túng. Bấy giờ trong bí cảnh, Lục Dương và Mạnh Cảnh Trù đã vào tạo hóa cổ cảnh, vẫn chưa biết động thái của tam sư tỷ. Bọn họ đang chăm chú lắng nghe quy tắc của cổ cảnh. Vừa vào đây, trên đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói không phân biệt nam nữ: hoàn ngành đến bí cảnh. Bí cảnh chia làm 3 tầng, chỉ có vào được tầng thứ 2 mới có thể có được cơ duyên. Mỗi tầng đánh giá càng cao thì cơ duyên nhận được càng hậu hĩnh. Một tòa bảo tháp 3 tầng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi tầng đều đại diện cho một không gian, là phiên bản thu nhỏ của tạo hóa cổ cảnh. Bọn họ đang ở vị trí của cửa vào tầng thứ nhất. Tầng này có khá nhiều yêu thú nguyên anh kỳ. Mỗi lần giết một con yêu thú sẽ nhận được một tinh phách. Đạt được 10 tinh phách thì coi như vượt qua khảo nghiệm tầng thứ nhất. Thời hạn khảo nghiệm tầng thứ nhất là 10 ngày. Sâu nhất của tầng thứ nhất có thang trời thông tới tầng thứ hai, có thể cầm một số lượng tinh phách nhất định để đi lên tầng thứ hai. Cần phải chú ý, phải đợi đến khi khảo nghiệm tầng thứ nhất kết thúc hoàn toàn thì khảo nghiệm tầng thứ hai mới bắt đầu. Khảo nghiệm tầng thứ nhất bắt đầu từ ngay bây giờ. Trên bầu trời xuất hiện một chiếc đồng hồ cát khổng lồ, ở bất kỳ vị trí nào của tầng thứ nhất đều có thể nhìn thấy. Cát chảy rào rào, đại diện cho thời gian đếm ngược 10 ngày. Tiền bối, đã từng thấy bí cảnh này chưa? Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu. Chưa, không biết là ta chưa từng thấy hay là sau khi ta chết mới xuất hiện. Hầu hết các yêu tộc thiên kiêu nghe xong quy tắc thì liền tản ra tiến vào tầng thứ nhất tru sát yêu thú. Tru sát con yêu thú nguyên anh kỳ không phải là chuyện đơn giản, không phải ai cũng giống như Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa trong quy tắc cũng đã từng nói, mỗi tầng đánh giá càng cao thì phần thưởng càng hậu hĩnh, chắc chắn là giết càng nhiều yêu thú thì càng tốt. Mạnh Cảnh Chu đứng im tại chỗ, gãi gãi cằm. Quy tắc nghe có vẻ nghiêm ngặt, nhưng suy đi nghĩ lại thì có không ít chỗ có thể thao túng. Chương 588, kế hoạch. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt ra hiệu với Lục Dương, ý như thế nào? Lục Dương đoán được ý của Mạnh Cảnh Chu, cũng liếc mắt ra hiệu lại. Giết vài con yêu thú luyện tay trước đã. Hai vị có muốn liên thủ giết yêu thú không? Khương Thi Thi hỏi. Tình hình ở tầng thứ nhất rất thích hợp để liên minh. Hai người về giết yêu thú có thể nâng cao hiệu suất. Một người ở bên cạnh quan sát, tránh bị người khác giành lấy công tích. Còn những người theo đuổi phượng tộc thì tự thành lập đội giết yêu thú, cuối cùng chỉ cần ở cửa thang trời hội họp là được. Người theo đuổi không phải là vệ sĩ, đánh nhau với yêu thú là cơ hội rèn luyện rất tuyệt vời, không cần phải bảo vệ Khương Thi Thi. Xem thử yêu thú thế nào đã. Lục Dương rất thận trọng, đừng có thật sự gặp phải yêu thú. Phát hiện ra yêu thú cũng có thiên phú giống như bọn họ, nguyên anh kỳ có thể phát huy ra chiến lược hóa thần. Được. Trước khi vào cổ cảnh, Khương Thi Thi được trưởng lão dặn dò, trong cổ cảnh gặp chuyện gì thì tốt nhất nên tham gia ý kiến của hai người này. Tầng thứ nhất là môi trường rừng rậm, sâu trong rừng rậm là yêu thú nguyên anh kỳ rình rập. Ba người cẩn thận thả thần thức ra ngoài. Không xa truyền tới tiếng đánh nhau, làm kinh động đến con thông bối viên hầu đang ẩn núp trên cây. Ngực của con vượn có một chòm lông trắng, nó đập ngực đu đưa ở trên cây, gầm lên một tiếng, vùng nắm đấm hung hăng đập xuống ba người. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã sớm chú ý tới sự tồn tại của con vượn. Là Hán Quyền. Hai người đồng thời ra tay. Mạnh Cảnh Chu dùng Là Hán Quyền đón đỡ hai nắm đấm của con vượn,
con vượn thua kém Mạnh Kình Chu về lực đạo, thế mà bị đánh bay lên trời. Lục Dương dùng hai chân nhảy lên, rút kiếm rồi thu kiếm. Xác của con vượn bị tách rời, cái đầu to lăn lồng lốc tới bên chân của Khương Thi Thi. Khương Thi Thi há hốc mồm. Đây chính là thông bối Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, thuần chủng, vậy mà bị giải quyết dễ dàng như vậy ư? Xong rồi. Hai người vỗ tay thoải mái dễ chịu. Xem ra đều là Nguyên Anh kỳ bình thường, có thể thực hiện kế hoạch. Kế hoạch gì thế? Khương Thi Thi tò mò. Luật chơi rõ ràng như vậy, còn có thể có kế hoạch gì nữa? Hơn nữa mới bao lâu chứ, các người đã suy nghĩ kế hoạch rồi? Nói thì cũng đơn giản thôi. Vừa rồi hai người chúng ta thông qua chiến đấu xác định yêu thú ở tầng 1 chỉ là Nguyên Anh kỳ bình thường, nằm trong phạm vi xử lý của các thiên kiêu yêu tộc các ngươi. Vì vậy nếu muốn vượt qua cửa ải đầu tiên thì chỉ cần ngoan ngoãn săn giết yêu thú, ai cũng có thể tích đủ số lượng yêu linh. Muốn có được nhiều yêu linh hơn, được đánh giá cao hơn thì phải dùng một số thủ đoạn phi thường. Ba người một nhóm đẩy nhanh tiến độ săn bắt sao? Mạnh Kình Chu lắc đầu phủ nhận cách làm của Khương Thi Thi. Hiệu suất quá thấp. Hơn nữa người có chú ý tới bản đồ được hiển thị lúc đầu không? Tầng 1 lớn tới mức vô lý, chạy từ lối vào tới cửa thang trời ở góc độ đối diện thì phải mất một ngày. Chỉ dựa vào ba người chúng ta săn giết tìm yêu thú thì phải mất nhiều giờ. Vậy thì phải làm sao? Khương Thi Thi thiếu kinh nghiệm, thông qua quan sát tỉ mỉ như Mạnh Kình Chu. Mạnh Kình Chu không trả lời, ngược lại hỏi: người đã biết chiến lược của hai sư huynh đệ chúng ta thì đánh giá thế nào? Khương Thi Thi ngơ ngác nhìn hai người, thẳng thắn nhận xét: không dưới ta và Ngao Nhạc. Ngao Nhạc là thiên tài của Long tộc thế hệ này. Khương Thi Thi và Ngao Nhạc cùng xưng hai đại thiên kiêu của yêu vực, có tư chất thành tiên. Đây là đánh giá cao nhất của yêu vực. Trong số những yêu tộc tiến vào cổ cảnh thì chỉ có hai người họ được đánh giá như vậy. Thế thì đúng rồi, bà chúng ta liên thủ, kế hoạch sẽ không có gì sai sót. Để đảm bảo kế hoạch không sai sót, ba người quyết định dùng 8 ngày để giết 30 con yêu thú, tích đủ số lượng thông quan. Như vậy, ngay cả khi kế hoạch thất bại cũng có thể đảm bảo thông quan. Vừa rồi trong lúc săn giết yêu thú, ba người nhất thời phối hợp ăn ý, khi thực hiện kế hoạch sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. 8 ngày trôi qua trong khoảnh khắc, quá trình giết yêu thú của ba người Lục Dương càng ngày càng thuần thục. Ngay cả yêu thú Nguyên Anh hậu kỳ trong tay ba người cũng không thể vượt qua được 2 hiệp. Lục Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát: giết thêm được vài con, quá thời gian kế hoạch một chút. Không sao, cứ đến lối vào thang trời trước đã. Được. Khương Thi Thi có chút kích động, đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện kế hoạch. Ba người tăng tốc độ nhanh chân, nhanh chóng chạy tới lối vào của thang trời. Nhưng khi họ đến lối vào thang trời, vô thức dừng chân, không thể tin được nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Kế hoạch mà Lục Dương đề ra là kế hoạch chặn cửa, với chiến lược của ba người đủ để bất kỳ ai cũng không thể đến được lối vào thang trời. Các thiên kiều yêu tộc đến vào ngày cuối cùng, họ chỉ cần chặn ở cửa trước một ngày là được. Nhưng bây giờ lối vào thang trời đã bị người khác chặn mất rồi. Chính họ mới là bên cần ngoan ngoãn giao nộp tình phách. Không ngờ chứ, ta đã nghe thấy kế hoạch của các ngươi từ lâu rồi. Thiếu chủ Cựu Anh tộc Tần Phong nhìn thấy biểu cảm tuyệt vời của ba người thì cười lớn: ngay từ khi các ngươi vào cửa tầng 1 lập kế hoạch, ta đã nghe thấy toàn bộ quá trình lập kế hoạch của các ngươi. Tần Phong nhìn vẻ mặt khó coi của Lục Dương, mừng rỡ ra mặt: tuy không biết các ngươi là ai, nhưng đa tạ các ngươi đã lập kế hoạch. Chặn cửa sao? Thật ra đó là một kế hoạch hay, nhưng xét về sức mạnh trong cổ cảnh, ai có thể sánh được với liên minh yêu tộc của chúng ta? Ngay cả Long Phượng nhị tộc cũng không bằng chúng ta. Liên minh yêu tộc là khái niệm mà Đế Giang Thượng Cổ đưa ra. Trước khi thành lập yêu quốc, các yêu tộc do Đế Giang Thượng Cổ thống lĩnh, được gọi chung là liên minh yêu tộc. Thiên kiêu yêu tộc Đế Giang tộc do chính Đế Giang Thượng Cổ bồi dưỡng, không vào cổ cảnh. Liên minh yêu tộc lấy Đế Giang làm chủ, không có yêu tộc Đế Giang, các chủng tộc còn lại đều muốn giành quyền chỉ huy vào cổ cảnh lần này. Tần Phong lo lắng không có cách nào giành được quyền chỉ huy, đây chính là gối đưa tận cửa. Nếu do gã đưa ra kế hoạch chặn cửa, thì hành động lần này, quyền chỉ huy của liên minh yêu tộc chắc chắn sẽ thuộc về gã. Sự thật đúng là như gã dự đoán, khi các thiên kiêu của liên minh yêu tộc đang còn nghĩ là giết yêu thú lấy tình phách hay cướp từ trong tay người khác, thì Tần Phong đưa ra kế hoạch của mình, được mọi người đồng tình, khen ngợi kế hoạch của Tần Phong rất hay. Tần Phong đương nhiên trở thành chỉ huy của hành động lần này. Tần Phong đắc ý,
đứng sau lưng gã là thiên kiêu của tộc Bạch Hổ, thiên kiêu của tộc Thao Thiết, vân vân, đủ hàng chục người. Cho dù Lục Dương và ba người có đánh giỏi thế mấy thì cũng không đánh lại được tất cả các thiên kiêu của liên minh yêu tộc. Sắc mặt của Lục Dương tái xanh, đang nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết. Khi cục diện rơi vào giai đoạn bế tắc thì những người đuổi theo Khương Thi Thi lần lượt chạy tới, cũng không ngờ bị người của liên minh yêu tộc chặn cửa. Ngay sau đó, Ngao Nguyệt cùng với thiên kiêu Cửu Tử cũng đi tới. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ cau mày không nói gì. Sau đó là thiên kiêu của cùng kỳ tộc và một số thiên kiêu khác không liên thủ. Lối vào thang trời hẹp như vậy, bị người của liên minh yêu tộc chặn lại, không phải là dựa vào số đông là có thể xông vào được. Ngao Nhạc nghiến răng nghiến lợi: "Không thử làm sao biết không được." Ngao Nhạc rất có lực hiệu triệu bên trong đám thiên kiêu, gã hóa thành một đầu thanh long bay múa trên không trung. Các cửu tử như bá hạ tộc lộ ra nguyên hình, muốn theo Ngao Nhạc chiến một trận. Các thiên kiêu khác thấy vậy lần lượt hóa thành nguyên hình: Ngọc Thố với lông tơ mềm mại, Thiên Cầu to đen như ngọn đồi, Cung Kỳ thân hổ và đôi cánh. "Chiến!" Ngao Nhạc phát ra một tiếng rồng ngâm, không gian rung chuyển, tình huyết bốc cháy, bóng rồng ôm lấy Long Châu biến thành một dải lụa màu lam lao về phía liên minh yêu tộc. Chỉ riêng gã đã đủ để giết chết yêu thú nguyên anh hậu kỳ. "Chiến!" Thiên kiều các tộc bùng nổ khi thế chưa từng có, tụ lại thành một sợi dây thừng, quyết tâm phá vỡ phong tỏa. Đáng tiếc liên minh yêu tộc đã sớm đoán trước được loại tình huống này. Dưới sự chỉ huy của Tần Phong, tiến thối có độ, không phải bằng sự máu lửa của đám người Ngao Nhạc là có thể đột phá được. Hai bên giao chiến dòng dã nửa ngày, liên minh yêu tộc như bức tường sắt mãi không thể phá vỡ. Cuối cùng phe của Ngao Nhạc kiệt sức và bị đánh bại. Tần Phong kiêu ngạo bước tới trước mặt của Ngao Nhạc: "Ngao Nhạc đạo hữu, ta không muốn khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng như vậy. Sau này khi yêu quốc được thành lập, chúng ta vẫn phải trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau tiến bộ. Thế này nhớ, ngươi để lại 10 tinh phách, còn lại đều cho ta, ta sẽ cho ngươi đi qua đây, thế nào?" Ngao Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tần Phong, hai mắt đỏ ngầu khiến Tần Phong chấn động. Nhưng gã rất nhanh đã phản ứng lại. Chừng đôi mắt nhìn mình thì có tác dụng gì, chỉ là vô năng nổi giận mà thôi. Ngao Nhạc liên tục vùng vẫy, nhưng dưới áp lực hiện tại, gã giao tình phách ra, đủ 20 cái. Quả nhiên là Ngao Nhạc đạo hữu có thể giết nhiều yêu thú như vậy. Tần Phong mỉm cười tiếp nhận tình phách. Khi những thiên tài khác nhìn thấy Ngao Nhạc đầu hàng, họ đều đầu hàng giao tình phách, chỉ còn lại 10 người. Nếu chỉ có 10 cái, Tần Phong dứt khoát không cho gã qua. Tần Phong nhìn thấy đống tình phách chất như núi, cười tới nỗi không khép được miệng. Theo tỷ lệ định sẵn, phân phát cho tất cả yêu nhiệt của liên minh yêu tộc, Tần Phong chiếm tỷ lệ cao nhất sẽ được 53 cái. Phía sau liên minh yêu tộc là một chiếc hộp lớn, trên hộp có dán hai chữ tình phách. Tần Phong đổ cả 53 viên tình phách vào trong hộp, vẫn là giọng nói vô cảm đó: "Tần Phong, 53 tình phách, xin mời đến tầng thứ hai." Các thiên kiều của liên minh yêu tộc thấy thời gian đã tới gần, cũng đều giao tình phách cho cổ cảnh, giành được tư cách thông quan. Sau đó đến Ngao Nhạc và những người khác: "Ngao Nhạc, 10 tình phách, mời lên tầng 2. Đồng Thứ, 10 tình phách, xin mời đến tầng 2. Tần Phong thấy còn khoảng một thời gian nữa, chậm rãi đi tới trước mặt ba người Lục Dương. Gã trực tiếp phớt lờ Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, không hề có ý định để hai kẻ trước mắt này vào tầng thứ 2. Gã đi tới trước mặt Khương Thi Thi, đang cúi đầu cười nói: "Thi Thi, ta đã nói từ lâu là hai tên theo đuôi của ngươi này vô dụng. Ngươi xem, bây giờ ngay cả thông quan cũng không làm được. Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành hôn thê của ta, ta làm chủ. Ngươi không cần phải giao nộp tình phách, ta cũng cho ngươi thông quan, thế nào?" Khương Thi Thi đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười: "Tần Phong, ngươi thật sự cho rằng đã nắm chắc mọi thứ sao?" "Có ý gì?" Nhìn thấy nụ cười của Khương Thi Thi, Tần Phong không hiểu sao lại hoảng sợ. Lục Dương ở bên cạnh lười biếng nói: "Tần Phong đạo hữu mắt kém quá, ngay cả phân thân của ta cũng không nhìn ra." Còn Mạnh Cảnh Chu bên kia thì biến thành dáng vẻ của Lục Dương, mộc phân thân. Đột nhiên phía sau Tần Phong có tiếng động: "Cảm ơn đạo hữu Tần Phong đã giúp chúng ta thu thập được nhiều tinh phách như vậy." Tần Phong đột nhiên quay người, trợn trắng mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Mạnh Cảnh Chu thật sự đã bước ra khỏi hộp, trên tay cầm một đống tinh phách. "Ta đã sớm biết người lúc đó đang nghe lén. Người sẽ không thật sự cho rằng chỉ có ba người chúng ta có thể chặn được lối ra chứ? Kế hoạch chặn cửa là ta nói cho người nghe.
Trong quy tắc không nói rõ cách nộp tinh phách, bất kỳ ai nhìn thấy ở cửa thang trời có một chiếc hộp ghi chữ tinh phách đều sẽ nghĩ rằng đây là nơi nộp tinh phách. Thêm vào đó, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào liên minh yêu tộc, không ai để ý tới sự khác thường của chiếc hộp. Thực ra chiếc hộp này là do Mạnh Cảnh Chu tạm thời dựng lên. Hết chương 588. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.